Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Nữ Nhi là kẻ thù đời trước của tác giả Mộ Tử. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 52: Lôi kéo thù hận. Ngũ công chúa không biết suy nghĩ của nàng, khuôn mặt nàng ta ửng hồng, đôi mắt ướt át sáng rực, đoạn hạ thấp giọng hỏi với vẻ hưng phấn. Tiểu Đường Đường, ngươi nói xem rốt cuộc cái việc xấu hổ kia là làm gì? Trong tiểu thuyết cứ mỗi lần đến cảnh đó là lại, thổi tắt nến, ngay sau đó thì đã đến ngày thứ hai rồi. Nữ chính than, thân thể bùn rùn mệt mỏi, nam chính thì, cả người thoải mái, làm ta tò mò chết mất. Hứa quân giao chưa kịp trả lời, nàng ta lại phàn nàn. Đặc biệt là có một số tiểu thuyết tác giả viết phần đầu thì tình nồng ý đậm, chàng chàng thiếp thiếp, làm cho người ta đọc mà mặt đỏ bừng tim đập nhanh, ta cứ tưởng rằng lần này cuối cùng cũng đến cảnh xấu hổ rồi. Nào ngờ ngay sau đó chỉ để lại cho ta một câu, sáng sớm ngày hôm sau, quần cũng cởi rồi vậy mà chỉ cho ta xem cái này thôi á. Tác giả thật sự là quá quát, quá, quá, quá là xấu tính luôn. Ba từ, quá, liên tục đã thể hiện trọn vẹn sự bất mãn mãnh liệt của ngũ công chúa tĩnh An. Nếu không phải nàng ta không thể tùy tiện xuất cung thì nàng ta nhất định sẽ tìm đến những tác giả kia rồi cùng bọn họ lý luận một phen. Bộ lấy người ta ra đùa bỡn vui lắm hả? Hứa quân dao suýt nữa bị sắc nước bọt, lại nhìn đôi mắt to tròn đen nhánh của ngũ công chúa tràn đầy, tinh thần học hỏi. Nàng nghĩ một lát, đoạn giả bộ chân ra vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên, trong sáng lại chớp mắt một cách vô tội rồi mới nũng nịu nói. Người ta cũng không biết. Người ta còn nhỏ tuổi mà. Ngũ công chúa lườm nàng với vẻ bất mãn, sau đó đưa tay lên xoa cầm, cố gắng hồi tưởng lại và nói có mấy lần ta biết phụ hoàng ngủ ở cung phượng tảo hôm sau ta còn cố ý đến thỉnh an mẫu hậu thật sớm nhưng nào thấy toàn thân mẫu hậu bùn rùn mệt mỏi đâu còn tâm trạng của phụ hoàng nhìn trông cũng chẳng khá mấy chẳng lẽ phụ hoàng còn không bằng nam chính viết trong tiểu thuyết sao làm sao có thể phụ hoàng là người đẳng cấp nhất thế gian mà thế chuyện này là sao nhỉ hứa quân giao vội vã quay lưng lại rồi ho mấy cái Nàng thật sự không cố ý nghe ngóng chuyện đế hậu ân ái đâu, càng không có ý định suy đoán năng lực của Hoàng đế Bệ Hạ và Nam Chính trong tiểu thuyết Ai Đỉnh Hơn Ai. Nhưng tiểu đường đường không biết cũng không cần phải vội, về đây về đây, chỗ này của bản công chúa có rất nhiều tiểu thuyết, chúng ta cùng nhau nghiên cứu, tìm tòi đi. Ngũ công chúa phân chấn trở lại, bắt đầu lật tung đống sách ở trong giường, lúc thì lấy ở dưới ván giường ra vài quyền tiểu thuyết. Lúc thì mò tay vào bình hoa rồi rút ra mấy quyển, chỉ trong ít phút, nàng ta đã lục ra hơn 16 cuốn tiểu thuyết được giấu ở trong phòng. Hứa quân giao không khỏi cảm thán. Không phải hoàng hậu nương nương đã thu hết rồi sao? Sao tỷ còn giấu được nhiều vậy? Kể từ sau bữa tiệc ăn mừng, hoàng hậu đã ra lệnh cấm ngu công chúa không được xem những cuốn tiểu thuyết vớ vẩn này nàng rõ ràng được tận mắt nhìn thấy cung nữ của cung phượng tào đến lục soát hấp tầm cung của ngũ công chúa rồi lấy đi một đống tiểu thuyết. Lúc đó nàng vốn tưởng trên tay ngũ công chúa hẳn là không còn hàng tích chữ nữa rồi. Thật không ngờ, rốt cuộc nàng vẫn đánh giá thấp bản lĩnh của cô nương ngốc ngốc này. Ngũ công chúa cười hi hi, đắc ý nói. Mấy cuốn mẫu hậu thu chỉ là số lẻ thôi. Đồ mà bản công chúa giấu không phải ai cũng tùy tiện tìm ra được đâu hứa quân giao không thể không viết chữ phục cho nàng ta. Hóa ra con nhóc này là một cao thủ giấu đồ, cái này nàng không lường tới nha. Nào về đây về đây, ta giới thiệu cho muội mấy cuốn, đây đều là những cuốn ta thích nhất, cũng đọc lại mấy lần rồi, ví dụ như quyền. Điện hạ, bành lương đệ của Đông Cung cho người đến mời điện hạ đi thưởng hoa à. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng thị nữ thiếp thân đang cố ý cất cao giọng truyền vào ngũ công chúa nhanh chóng cất những cuốn tiểu thuyết về chỗ cũ. Động tác nhanh nhẹn lưu loát, phản ứng mau lẻ của nàng ta khiến hứa quân giao như được mở rộng tầm mắt. Ôi, ta đi ngay. Sau khi giấu kín quyền chuyện cuối cùng, ngũ công chúa phủi quần áo, lại để hứa quân giao giúp mình sửa lại tóc, lúc này mới lẩm bẩm than. Phiền chết mất, hôm nay thái tử phi mời ta đến ăn vải, ngày mai bành lương đệ mời ta đi xem kịch. Lúc này lại mời đi thưởng hoa, mà cả hai người này mời ta đều nhất định phải đi. Mẫu hậu đã nói phụ nữ có thai là lớn nhất, bắt ta phải thuận theo ý các nàng. Lắm chuyện quá đáng, còn phiền hơn cả đại hoàng tỷ hoài thai lần trước. Nói đến cũng khéo, thái tử phi từ huyền thanh và bành lương đệ của thái tử thế mà lại cùng lúc hoài thai, thê thiếp cùng lúc có hỷ làm thái tử vui mừng khôn xiết, ngay cả đế hậu cũng vui mừng không thôi hứa quân giao đầy cảm thông, với tính cách của cô nương ngốc này, làm sao nàng ta có thể vui vẻ cùng người đi xem kịch thường hoa được chứ? Có mà làm nàng ta buồn bực mà chết thì có. Tiểu đường đường, ngươi đi cùng ta đi. Ta muốn nhìn xem đấy là thứ kỳ chân dị bảo gì, mà đáng để mọi người mời ta đến. Ngũ công chúa nói. Hứa quân giao đồng ý. Dù sao nàng cũng muốn đi xem Phương Nghi đã hạ được lòng đề phòng của hứa Đinh Nhược hay chưa? Có phải vẫn dùng thủ đoạn đồ y sướng nàng ta hòa như đời trước đã dùng để ứng phó với mình hay không? Hai người chỉnh lại về ngoài cho nhau, rồi nắm tay nhau ngồi lên kiệu mà cung nhân đã chuẩn bị từ trước, sau đó khởi kiệu đi về phía đông cung. Cũng là trên đường đi các nàng mới biết Bành Ngọc Kỳ còn mời thêm cả tam công chúa và tứ công chúa. Cũng rất khéo, hai người vừa được cung nữ dẫn đến vườn hoa của đông cung thì hứa quân giao đã nhìn thấy Bành Ngọc Kỳ từ xa nàng ta đang ngồi trong đình nghỉ mát giữa vườn, mà đổ y đang nói gì đó với nàng ta. Dưới bậc đá của đình nghỉ mát có một tiểu cung nữ đang quỳ, bởi vì người này đưa lưng về bên này nên hứa quân giao không nhìn ra được diện mạo của đối phương. Nàng chỉ thấy vẻ mặt của Bành Ngọc Kỳ càng ngày càng khó coi, khi đi đến gần. Hứa quân giao thậm chí còn có thể cảm nhận được lừa giận của nàng ta. Nương nương, ngũ công chúa và đường cô nương đến rồi à? Cung nữ tiến lên bẩm báo, Bành Ngọc Kỳ hít thở thật sâu, khi quay mặt lại đã cười tươi như hoa. Cuối cùng các ngươi cũng tới. Nhân cơ hội bước lên thềm đá, hứa quân dao nghiêng đầu nhìn tiểu cung nữ một cái, lông mày khẽ nhếch. Hứa đinh nhược. Nàng lại liếc nhìn đồ y đang đứng khom người với dáng vẻ thuần phục, thầm nghĩ hai người này đều ở đây, có lẽ chỉ một lúc nữa Phương Nghi sẽ mang cứu binh đến. Cuộc tranh chấp giữa thê và thiếp của Đông Cung đã tạo cơ hội rất tốt cho Phương Nghi và Đổ Y. Trong hai người này, một người dựa vào Thái Tử Phi, một người dựa vào Bành Lương Đệ, nhìn từ ngoài vào thì là như vậy. Cứ gọi ta đến cho bằng được, nếu để ta biết không phải thứ gì quý hiếm thì ta sẽ nhổ hết hoa trong vườn của ngươi. Ngũ công chúa xoa eo, hầm hư nghênh đón Bành Ngọc Kỳ đang đi đến. Trước lời nói của ngũ công chúa, Bành Ngọc Kỳ không mảy may cho rằng như thế là ngỗ ngược, mà còn che miệng cười nhẹ, sau đó nàng ta gõ nhẹ lên chán nàng và quờ. Nhìn cái dáng vẻ hung dữ này, không phải ngũ công chúa của chúng ta thì còn ai vào đây nữa? Đoạn lại nhìn hứa quân dao nói. Quân giao muội muội cũng đến đấy à, thật đúng là hiếm có. Muội muốn ngày ngày đến cơ, nhưng lại sợ quấy dày sự yên tĩnh của nương nương, như thế thì không tốt à hứa quân giao cười khúc khích tiếp lời xem cái miệng muội này khéo nói chưa kìa bành ngọc kỳ véo má nàng cười vui vẻ thái tử phi tiếng chào của các cung nữ đứng ngoài đình đồng loạt vang lên hứa quân giao đưa mắt nhìn qua thì thấy thái tử phi đang được một cung nữ đỡ để bước lên bậc đá theo sau nàng chính là phương nghi quả nhiên đúng như những gì nàng suy đoán sau khi mọi người hành lễ xong Thái tử Phi cố gắng kiềm nén vẻ giận dữ. Nàng dương lên nụ cười cứng nhắc rồi cùng ngũ công chúa và hứa quân giao nói vài câu, sau đó mới lạnh mặt hỏi Bành Ngọc Kỳ. Không biết cung nữ hứa đinh nhược đã phạm phải tội gì mà làm phiền muội muội đích thân ra tay xử phạt. Bành Ngọc Kỳ nhìn đồ y một cái, đồ y tiến lên cúi chào, nói với thái độ vô cùng đúng mực. Hồi bẩm nương nương, cung nữ hứa đinh nhược tự mình. Ngươi là cái thá gì? chủ tử đang nói chuyện đến lượt ngươi chó mồm vào hà. Nhưng nàng ta chưa kịp nói hết câu đã bị một cung nữ bên cạnh thái tử phi hung hăng vung tay lên tát, một cái tát trời dáng làm lệch cả mặt nàng ta. Hứa quân giao luôn chú ý tới đồ y xong không hề bỏ lỡ biểu cảm hung ác xuất hiện thoáng qua trên mặt nàng ta. Nô tỳ biết tội, xin thái tử phi thứ tội. Đồ y, cộc, một cái, cả người quỳ dạp xuống đất cầu xin tha thứ phản ứng cũng nhanh đấy. Hứa quân giao thầm nghĩ. Tỷ tỷ uy phong quá ha, ngay cả một tiểu cung nữ còn con bên cạnh tỷ cũng dám giờ thói ngang ngược trước mặt ta. Bành Ngọc Kỳ cười lạnh. Hứa quân giao nhìn hai nữ nhân từ bành đang dương cung bạt kiếm với nhau, lại liếc thấy Phương Nghi đang rủ mắt tỏ vẻ tính cẩn, nàng chợt nở nụ cười ngọt ngào, một tay khoác tay Thái Tử Phi, tay còn lại khoác tay Bành Ngọc Kỳ, cười khanh khách nói. Mẹ muội từng nói, người đang hoài thai phải bảo trì tâm trạng vui vẻ, như thế đứa bé ra đời mới thông minh lanh lợi. Ngũ công chúa cũng cơ chí tiếp lời. Tiểu đường đường nói chí phải, mẫu hầu còn nhiều lần căn dặn muội đến đông cung không được bướng bỉnh chọc tức mọi người đấy. Từ Uyển Thanh và Bành Ngọc Kỳ thấy hai người nói vậy đành miễn cưỡng áp chết lửa giận trong lòng, nhưng ánh mắt như lười dao sắc bén đâm về phía đối phương. Hứa quân giao liếc đổ y đang quỳ trên mặt đất một cái, thong thả nói. Về phần đám hạ nhân phạm lỗi, ắt có cô cô trưởng sự của các nàng của trách, sao lại kéo nhau làm ầm ý trước mặt hai vị nương nương thế này? Làm nô tài mà không thể vì chủ phân yêu, vậy giữ các người có tác dụng gì? Lại nói, bây giờ trong cung lẫn ngoài cung đều biết hai vị nương nương đang hoài thai, từ hoàng hậu nương nương, đến các cung nữ quét tước ai ai cũng tìm cách làm hai vị nương nương hài lòng vậy mà bên cạnh hai vị nương nương vẫn có người không hiểu chuyện như vậy lại cố tình đem những chuyện vặt vãnh như lông gà vỏ tỏi tới trước mặt nương nương làm ầm ĩ có thể thấy được các nàng hoàn toàn không để ý đến tiểu hoàng tử trong bụng của hai vị nương nương đúng là lòng dạ nham hiểm đúng đấy những nô tài làm như thế là không lấy chủ tử làm trọng chắc chắn không phải người an phận thủ thường nói không chừng còn coi chủ nhân như công cụ để tấn công người khác muốn mượn thế lực của chủ tử để lập uy cho mình trong tiểu thuyết cũng có nhiều nô tài xấu xa như vậy lắm bọn chúng coi chủ tử như kẻ ngốc mà bùa bỡn ngũ công chúa cũng tức giận nói sắc mặt phương nghi và đồ y cùng lúc biến đổi phương nghi vội càng quỳ xuống tạ tội hứa quân giao chỉ muốn dựng ngón tay cái lên với ngũ công chúa cái gì mà coi chủ nhân như công cụ để tấn công mượn thế lục chủ tử để lập uy coi chủ tử như kẻ ngốc mà đùa bỡn mấy câu này mới chính là lời bóc trần sự thật nê. Có mấy vị chủ tử nào nghe xong những lời này mà trong lòng không ngượn sóng? Quả nhiên, sắc mặt của từ huyền thanh và bành ngọc kỳ đều không thể nào giữ nổi vẻ bình thản được nữa. Quân giao và ngũ hoàng muội nói đúng lắm, loại nô tài không thể phân yêu cũng chủ tử thì giữ lại có tác dụng gì? Chi bằng đuổi đi cho xong. Tứ công chúa không biết cũng đi đến từ lúc nào, cũng không đồng tình nói, từ Uyển Thanh và Bành Ngọc Kỳ bị mấy người các nàng ta một người một câu thuyết phục hoàn toàn. Suy nghĩ một hồi mới vỡ lẽ, việc cấp bách lúc này là điều dưỡng thân thể thật tốt, bình an sinh hạ đứa trẻ mới đúng, không thể để đối phương chiếm hời trước. Về phần chuyện ngày hôm nay, Từ Uyển Thanh nhìn Phương Nghi đang quỳ trên đất, đôi mi thanh tú khẽ nhăn lại, nàng không khỏi sinh ra cảm giác hoài nghi nhưng nhanh chóng che giấu lại, đoạn thản nhiên nói đứng dậy đi. Phương Nghi tạ ơn nàng, sau đó cúi đầu cung kính ra khỏi đình. Tình hình của đồ y cũng không tốt hơn nàng ta là bao, Bành Ngọc Kỳ cũng không phải kẻ ngốc. Hơn nữa, Phàm là người mang thai đều suy nghĩ nhiều hơn người khác, tuy chưa đến nỗi nghi ngờ lòng trung thành của nàng ta nhưng cũng không hài lòng với kẻ không hiểu chuyện như nàng ta. Hứa quân dao nhìn hứa đinh nhược, người từ đầu đến cuối vẫn đang lặng lẽ quỷ trên mặt đất, Đồng thời, nàng cũng không bỏ sót ánh mắt châm biếm và sảng khoái khi nàng ta thoáng liếc qua gương mặt của Phương Nghi. Nàng ngay lập tức hiểu ra, lần trước nàng đã đâm một cái gai vào lòng. Hứa đinh nhược khiến cho nàng ta đến bây giờ vẫn không tín nhiệm Phương Nghi, e rằng lần này nàng ta chỉ muốn mượn thế lực của Phương Nghi để có được chỗ đứng ở Đông Cung mà thôi. Nàng vẫn chưa hiểu cho lắm, rốt cuộc Phương Nghi đang âm mưu chuyện gì. Tại sao nhất định phải tìm đủ mọi cách để giành được lòng tin của Hứa Đinh Nhược? Trong lòng nàng lúc này có trăm mối tơ vò không thể tháo gỡ. Một lát sau, Tam công chúa cũng đã đến nơi, sau khi hành lễ với hai người Từ Bành, nàng ta nhàn nhạt, nhạt gọi một tiếng, "Tứ hoàng muội, Ngũ mũ hoàng muội, đoạn cũng không để ý tới các nàng." Không ngờ Lương đệ nương nương có vị thế cao như vậy, ngay cả Tam muội muội cũng mời đến được tứ công chúa che miệng cười khẽ nói tiếp ta còn chưa chúc mừng tam muội đấy triều nghi nương nương cuối cùng cũng được trở lại làm một trong cửu tần có lẽ vì gần đến ngày xuất giá của tam công chúa do không muốn con mình bị mất mặt nên tháng trước thiên hy đế cuối cùng cũng khôi phục lại phân vị chiêu nghi cho dưỡng mẫu mục sung dung nhưng mà cái này cũng nên đa tạ ngũ hoàng muội nếu không phải muội ấy ở trước mặt phụ hoàng nhắc đến chuyện này thì một người công việc bận rộn như phụ hoàng sợ rằng cũng chẳng nhớ nổi tứ công chúa lại cười tiếp tam công chúa sầm mặt xuống ngũ công chúa đang kéo hứa quân giao nói chuyện ngơ ngác ngẩng đầu lên thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt trợn trừng đầy tức giận của tam công chúa ta làm gì nàng ta buồn bực hỏi không có gì tam hoàng tỷ đang rất biết ơn muội đấy Tứ công chúa cười nói. Gợn sóng ngầm giữa các vị công chúa nổi lên, nhưng từ huyền thanh và bành ngọc kỳ chỉ xem như không biết gì cả. Hai nàng ân cần trò chuyện và dẫn các nàng đi thưởng hoa trong vườn. Hứa quân giao đi sau cùng, khi đi đến gần phương nghi thì thả chậm cước bộ, đồng thời không bỏ lỡ hành động nắm chặt hai tay thành nắm đấm của nàng ta. Hứa quân giao vẫn giả vẻ ngây ngô và hỏi. Hai tay của cô cô không thoải mái sao? sao nắm chặt vậy? đường tiểu thư nhìn nhầm rồi phương nghi cúi thấp đầu cung kính trả lời hứa quân giao giả bộ ngây thơ nói sắc mặt cô cô khó coi như vậy ta còn tưởng ngươi có điều gì bất mãn với thái tử phi đấy xin đường tiểu thư hãy nói năng thận trọng phương nghi như có lửa đốt trong lòng nhưng chỉ có thể cố gắng áp chế hứa quân giao đi trước một bước chậm rãi nói bên tai nàng ta bằng giọng nói chỉ hai người nghe được. Cô cô rất thông minh, nhưng lại có thói quen coi người khác như kẻ ngốc mà đùa bỡn, như vậy không tốt đâu. Nói xong, nàng lùi lại vài bước, lại giả bộ ngây thơ nghiêm túc quan sát nàng ta. Khi thấy sắc mặt của nàng ta hơi thay đổi, nàng cười khẽ một tiếng, sau cùng quay người đuổi theo đám ngũ công chúa. Muội đi gì mà chậm thế? Ngũ công chúa trách lúc nãy muội chợt thấy phương nghi cô cô hơi quen mắt giống như đã gặp ở đâu đó cho nên mới hỏi nàng ta vài câu bây giờ thì biết hóa ra muội nhận sai rồi nàng cười híp mắt trả lời trên đời này người giống nhau đầy ra đấy có gì mà kỳ quái ngũ công chúa không để tâm nhưng cái vị đồ y cô cô kia muội cũng thấy hơi quen mặt như thể muội đã từng gặp các nàng ở cùng một chỗ nào đó trước đây hứa quân giao làm bộ khó hiểu nói Chắc mùi hoa mắt đấy. Ngũ công chúa không để tâm. Nhưng từ huyền thanh đang đi trước nàng thì khác. Sau khi nghe thấy những lời nàng nói nàng ta hơi dừng chân lại, thầm suy tư. Có lẽ nên tìm thời gian để điều tra lai lịch của phương nghi và đổ y. Nếu quả thực hai người này có thù cũ. Bành Ngọc Kỳ cũng nghĩ giống từ huyền thanh. Thành công gieo mầm mống nghi ngờ vào trái tim của những người làm chỗ dựa cho phương nghi và đổ y đồng thời cố tình kích động sự tức giận của phương nghi đối với mình mục đích của hứa quân giao đã đạt được khiến tâm trạng của nàng vô cùng tốt nàng cảm thấy lúc nào cũng yên lặng đợi mọi chuyện thuận theo tự nhiên là không được nay nàng lại cách xa thâm công nên không thể kịp thời nắm bắt động tính của phương nghi vì vậy nàng chỉ có thể chủ động công kích kích thích lừa giận của đối phương tốt nhất là khiến nàng ta phải ra tay với mình có như vậy nàng mới có được cơ hội tìm ra sơ hở ở trong đó đồng thời tìm hiểu tường tận lai lịch của các nàng, biết được mục đích thật sự của các nàng khi chui vào đông cung. Không thể làm sáng tỏ những điều này, đời này nàng không thể nào an tâm được. Vì thái tử bỗng nhiên giận đùng đùng trở về, nên các nàng cũng không tiện ở lại. Hơn nữa từ huyền thanh và bành ngọc kỳ cũng chẳng còn tâm trạng tiếp đón các nàng nữa. Vậy nên các nàng đều biết điều mà xin cáo lui. Sao thái tử Hoàng Huynh lại tức giận thế nhỉ? sau khi ra khỏi Đông Cung, tứ công chúa khó hiểu hỏi. Nếu muội muốn biết chi bằng tự mình đi hỏi huynh ấy xem. Tam công chúa cười lạnh. Tứ công chúa mồm câm như hến. Nàng cũng đâu có ngu mà tự dâng mình làm nơi chút giận. Tam công chúa hừ một tiếng, đi thẳng qua người nàng ta. Sau khi tam công chúa và tứ công chúa rời đi, ngũ công chúa mới thở dài một hơi, gương mặt đầy vẻ bất lực đúng là quá vô vị, ta thà ở trong cung nghiên cứu tiểu thuyết cùng tiểu đường đường còn hơn. Nghe nàng ta nói như vậy, Hứa Quân giao lại cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu nàng phải cùng ngũ công chúa nghiên cứu mấy thứ chuyện xấu hổ giữa phu thê kia, nàng mới phải đau đầu kia. Có thể thấy được quyết định cấm cô nương mốc này xem mấy thứ tiểu thuyết vớ vẩn của hoàng hậu nương nương là vô cùng đúng đắn. Chỉ tiếc là đạo hành của cô nương này quá cao sâu trong một sớm một chiều hoàng hậu nương nương không thể dập tắt được nhiệt huyết của nàng ta đối với tiểu thuyết. Một lúc sau, trong lòng ngũ công chúa dường như có tâm sự, nàng ta lắc đầu than. Khi nữ tử tranh giành sự sùng ái thì khuôn mặt sẽ trở nên vô cùng xấu xí. Ở trong cung, nếu như không tranh, há chẳng phải bị người ta đè đầu cưới cổ sao? Thậm chí, còn chẳng bảo vệ được tính mạng của bản thân. Hứa quân giao không đồng tình nói. Ngũ công chúa nghĩ một lát, gật đầu nói. Muội nói cũng có lý, nhưng mà ta vẫn không thích nổi. Thực ra Uyển Thanh tỷ tỷ và Ngọc Kỳ tỷ tỷ có thể sống tốt hơn. Mọi người cứ giống như trước đây không phải tốt hơn sao? Xét đến cùng vẫn là thái tử Hoàng Huynh không tốt, chỉ biết hưởng thụ cuộc sống vợ chồng. Nếu nam tử trong thiên hạ đều giống như nam chính trong tiểu thuyết, có tình có nghĩ, không bao giờ phụ lòng thê tử thì tốt biết mấy. Tuy nhiên, Mũ công chúa chợt cười xấu, lại gần tay nàng thì thầm nói nhỏ. Tuy nhiên, nếu phu quân tương lai của tiểu đường đường dám học thói tam thê tứ thiếp của người khác, bản công chúa sẽ giúp muội giáo huấn hắn. Hứa quân giao sưỡng ra, sau đó vừa ngại vừa dỗi nói. Còn lâu mới thế? Còn lâu cái gì? Còn lâu mới có phu quân? hay là phu quân muội còn lâu mới tam thê tứ thiếp tiểu đường đường muội đừng đi vội ngại cái gì mà ngại chứ ta cũng đâu phải người ngoài nói cho ta đi mà tốt xấu gì ta cũng lớn hơn muội 2 tuổi kiến thức nhiều hơn muội ít nhất ta có thể giúp muội xem xét cặn kẽ ngũ công chúa thấy nàng vứt mình lại rồi bước đi thật nhanh cũng vội đuổi theo sau hứa quân dao coi như không nghe thấy nàng bước càng lúc càng nhanh Đi được một đoạn thì bất ngờ gặp phải một khuôn mặt quen thuộc, đồng thời nhìn thấy niềm vui hiện rõ trên ấn đường của nữ tử đang hành lễ với mình, nàng bất giác mím chặt đôi môi. Vị cung nữ trước mặt chính là người dẫn dự Vương nếm thử lần đầu tiên mây mưa, hứa quân giao vẫn nhớ nàng ta tên là Hỏa Quyên, dẫu sao trước khi nàng đến ở đời trước thì nữ tử này là người được Dự Vương sủng ái nhất và cũng là người có địa vị không thể xem thường trong phủ Dự Vương quân giao muội muội ngũ hoàng muội dự vương bước nhanh lên đón ngũ hoàng huynh ngũ công chúa lớn tiếng gọi sau đó cười hì hì quan sát khắp người hắn rồi lại nhìn thẳng về phía họa quyên sau đó che miệng cười trộm dự vương bị nàng nhìn đến nỗi cả người không tự nhiên họa quyên thẹn thùng liếc mắt nhìn hắn sau đó cúi thấp đầu xuống rõ ràng vẫn là ngũ hoàng huynh sao giờ muội nhìn thế nào cũng thấy không giống ôi chao kỳ quái quá đi. Ngũ công chúa cười một lát rồi lại trêu ghẹo một cách nghiêm túc. Sau khi nghe xong, gương mặt anh Tuấn của dự vương ửng hồng, sau đó vô thức nhìn về phía họa quyên đang đứng bên cạnh. Lúc này hắn càng cảm thấy không được tự nhiên, vì thế vội vàng chuyển đề tài, nhìn hứa quân giao nói. Đã lâu không gặp, ta thấy dường như quân giao muội muội lại cao lên chút rồi đấy hứa quân dao bỗng nhiên cảm thấy có chút nhàm chán, đồng thời cũng cảm thấy tâm tàn ý lạnh, trả lời lấy lễ. Đúng vậy, đúng vậy, muội lại cao hơn nhiều rồi. Nàng quay ra nói với ngũ công chúa. Muội muốn về nhà. Ngũ công chúa vội vàng kéo tay nàng. Sao về sớm thế? Ta còn chưa cùng muộn nghiên cứu mà. Nghiên cứu cái gì? Dự vương tò mò hỏi. Sợ nàng ta nói ra những lời không nên, Hứa quân giao vội tiếp lời. Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là chuyện giữa các cô nương với nhau thôi. Dự vương nghe vậy cũng không tiện hỏi thêm, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ngũ công chúa keo hứa quân giao chạy càng ngày càng xa, không biết đó có phải ảo giác của hắn hay không mà trong ánh sáng lờ mờ, dường như hắn nhìn thấy một nữ tử dáng người mảnh khảnh đang chạy theo sau hai nữ tử kia. Mái tóc của nữ tử kia đen dài như thác nước, được buộc qua quýt bằng một dải lụa màu xanh, áo khoác ngoài màu xanh lơ, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển như thể đang dẫm trên mây. Vẻ mặt hắn có chút ngỡ ngàng, trong cảm giác hoài niệm là mấy phần chua chát vô danh. Bỗng nhiên, nữ tử kia ngừng bước quay người lại, nàng tức giận chừng mắt nhìn hắn. Hắn bỗng giật mình, ngay lập tức lấy lại tinh thần, nhưng khi nhìn kỹ lại, hắn chỉ thấy bóng lưng của hai người đang tay kéo trong chạy càng ngày càng xa, nào có nữ tử lạ mặt kia. Điện hả? Hỏa quên thấy hắn ngẩn người nhìn về phía ngũ công chúa cùng hứa quân giao đang rời đi, lấy làm lạ bèn gọi khẽ. Dự vương cảm thấy mất mát, vẻ mặt vẫn có chút mịt mù. Khi nghe thấy giọng nói của nàng ta chỉ miễn cưỡng cười một cái, sau đó quay người rời đi. Giao giao đừng tức giận, nếu dự vương đã có người khác thì sau này chúng ta không thèm để ý tới hắn nữa. Trên xe ngựa về phủ, môn vũ ngồi bên cạnh hứa quân giao. Rõ ràng trong lòng đang mừng thầm, nhưng trên mặt vẫn phải giả bộ như người có cùng chung mối thù. Hết lòng an ủi hứa quân giao. Hứa quân giao hết nói nổi. Ta không hề tức giận, ta chỉ cảm thấy không thoải mái chút thôi. Ngừng một chút, nàng lại tức giận hỏi. Sao ngươi lại gọi, chúng ta sau này không để ý tới hắn? Chẳng lẽ trước đấy ngươi từng để ý hắn hả? Ánh mắt Môn Vũ lấp lánh, giả vờ khờ khạo chỉ lên nóc xe để đánh lạc hướng sự chú ý của nàng. "Ôi, con chim này to quá." Hứa Quân giao duỗi tay véo lên mặt nàng ta, giả vờ hung dữ. "Nói, có phải ngươi giấu ta làm cái gì rồi không?" Môn Vũ kêu, "Ai ui ui." song cũng không dám ngọ nguậy mà chỉ chớp chớp đôi mắt đáng thương cầu xin tha thứ. Một người một quỷ đang ầm ĩ thì bỗng nhiên ngựa hí dài mấy tiếng vang dội, ngay sau đó là tiếng vo ngứa chạy với tốc độ chóng mặt, xe ngựa cũng theo đó mà bị kéo đi thật nhanh, suýt nữa làm hứa quân giao chưa kịp phòng bị ngã nhau. Chương 53, lộn xộn hết cả rồi. Mau tránh ra, mau tránh ra. Ngựa đang bị hoảng sợ, con ngựa này đang bị hoảng sợ. Hứa quân giao nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng của sa phu từ bên ngoài truyền vào. Giao giao con ngựa bị hoảng sợ rồi. Ngôn vũ cũng hoảng sợ. Sắc mặt hứa quân giao hơi tái đi, nhưng vẫn níu chặt thùng xe để tránh bị văng ra ngoài. Ở bên ngoài, những tiếng kêu sợ hãi của người đi đường, tiếng va chạm khi hai bên tránh nhau, tiếng khóc lớn của những đứa trẻ như thể trộn lẫn lại với nhau rồi truyền vào trong xe, dù không hề tận mắt chứng kiến nhưng nàng cũng có thể mường tượng được cảnh hỗn loạn bên ngoài hai thị vệ phụ trách hộ tống nàng về phủ cũng phản ứng ngay lập tức hai người nọ nhanh chóng chia hai đường đuổi theo con ngựa đang nổi điên ngồi vừng vàng chớ sợ hãi phủ thân đến cứu con đây bỗng nhiên trong âm thanh hỗn loạn bên ngoài truyền đến một tiếng kêu quen thuộc hứa quân dao hoảng hốt giây lát ngay sau đó lại nghe thấy có người kêu to lão gia cẩn thận, giao giao là phụ thân ngươi, là phụ thân của ngươi đến cứu ngươi kìa. ngôn vũ thỏ đầu ra nhìn, vừa mừng vừa sợ rồi kêu lên. lúc này xe ngựa bị mất khống chế của hứa quân giao chạy rất nhanh đã thế lại còn nghiêng ngả, suýt nữa làm tim gan phèo phổi của nàng lộn cả ra, hoàn toàn không nghe rõ những lời ngôn vũ nói. ở bên ngoài, mặc nhiên trơ mắt nhìn lão gia nhà mình bỗng nhiên lao về phía con ngựa đang bị mất khống chế hắn sợ đến nỗi xem nữa thì bất tỉnh nhân sự song chỉ kịp hét lên một tiếng lão gia cẩn thận ngay sau đó hắn đã nhìn thấy những động tác nhanh nhẹn của lão gia nhà mình thoát cái đường tùng niên đã nhảy lên lưng con ngựa nổi điên lão gia hắn co cẳng đuổi theo sau giọng nói thảm thiết đến mức cổ họng sắp vỡ ra khi hắn thở hồng hộc đuổi kịp thì chỉ thấy xe ngựa đã dừng lại hắn thấy lão gia nhà mình đang ôm tam cô nương bị ngã từ trong thùng xe ra đường tùng niên âu yếm vỗ lưng nữ nhi rồi dịu giọng chân an tốt rồi tốt rồi không sao cả rồi ngoan cha đây cả người mặc nhiên có chút mông lung hắn mấp máy môi ngơ ngác đứng nhìn nhưng hơn nửa ngày vẫn nói không nên lời hắn đang ở đâu lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy hắn đã bỏ lỡ chuyện gì ư ban đầu hứa quân giao còn cố sống cố chết giữ chặt thùng xe để ổn định cơ thể nhưng xe ngựa chạy quá nhanh vào lúc tay nàng sắp không giữ nổi nữa thì may nhờ có môn vụ ôm chặt lấy nàng xem như vì nàng mà dốc toàn lực nhưng đột nhiên con ngựa hí dài một tiếng thùng xe bỗng nhiên dựng đứng lên rồi lại bỗng nhiên hạ xuống một người một quỷ không giữ nổi thùng xe rồi rơi ra ngoài trong lúc cơ thể bị mất khống chế hứa quân giao âm thầm kêu khổ e rằng lần này mình phải ăn chốt trái đắng rồi nào ngờ cơ thể bỗng nhiên rơi vào một cái ôm ấm áp ngay sau đó bên tai vang lên giọng nói quen thuộc của đường tùng niên không sao rồi không sao rồi ngôn vũ ngã ngồi trên mặt đất khóc không thành tiếng nàng ta đưa tay vỗ ngực lầm bầm. làm ta sợ muốn chết làm ta sợ muốn chết hứa quân giao bị ôm đến nỗi đầu vắng mắt hoa một hồi lâu mới đảo mắt nhìn xung quanh sau đó nhận ra người này chính là đường tùng niên đường đại nhân bảo cô nương không sao chứ ngay sau đó lại truyền đến một giọng nói quen thuộc tràn đầy lo lắng nàng nhìn sang bên cạnh đường tùng niên thì bắt gặp đôi mắt lo lắng của hạ thiệu đình rồi vô thức mỉm cười với hắn ta nhìn thấy có vẻ không sao cả đường tùng niên nâng một bên tay của nữ nhi quan sát tỉ mỉ nàng một hồi rồi mới nhẹ nhàng thở ra không sao không sao chắc chắn không sao dao dao sẽ không bị sao đâu lúc này ngôn vũ đã lấy lại bình tĩnh nàng ta vừa cầm khăn tay lau cây chán không có mồ hôi vừa trả lời hạ thiệu đình thấy gương mặt của tiểu cô nương tái mét nhưng tinh thần nhìn trông không tệ thậm chí còn cười với mình biết nàng không bị thương nên hắn cũng yên tâm hơn sau đó Hạ Thiệu Đình đi về phía con ngựa điên đã được chế ngự đang ngã trên mặt đất. Hắn đi vòng quanh nó và kiểm tra tỉ mỉ. Còn đường Tùng Niên, hắn phân phó mặc nhiên vừa mới chạy đến còn đang thờ hồn hển đi thu xếp ôn thỏa cho những người dân bị ảnh hưởng. Đường Đại Nhân, xem ra đây không phải vụ tai nạn ngoài ý muốn, mà là có người đã giáp tâm. Hạ Thiệu Đình bỗng nhiên đến cạnh hắn nói nhỏ. Sắc mặt đường Tùng Niên lạnh lẽo. Ta biết rồi, nếu không phải đột nhiên chịu đả kích thì sao một con ngựa đang bình thường bỗng nhiên lại nổi điên? Ngặt nỗi người trên đường quá nhiều, lúc này muốn truy xét. hung phạm e rằng không dễ dàng. Phụ thân, hình ca, hai người có cách gì để điều tra những cung nhân đã đưa con ra khỏi cung không? Chuyện hôm nay quả thực vừa bất ngờ lại vừa có chút trùng hợp, con hoài nghi trong cung có người không yên phận. Hứa quân dao bỗng nhiên nói chen vào đường tùng niên giật mình đăm chiêu nhìn nàng một lát sau lại quay sang nhìn hạ thiệu đình trịnh trọng nói hạ tướng quân thường xuyên ra vào cung việc này xin nhờ tướng quân vậy hạ thiệu đình nhận lời quay sang nhìn hứa quân giao với ánh mắt lo lắng hắn biết việc này không thể kéo dài thêm chắp tay cáo từ rồi rời đi là kẻ nào là kẻ xấu xa nào muốn hại chúng ta ngôn vũ phẫn nộ vặn khăn tay hứa quân giao chấn an nàng ta vài câu rồi mới ngồi lên kiệu vài màu xanh của đường tùng niên. Còn ngôn vũ thì tức anh ách trôi vào trong khóa trường mệnh. Hai cha con đường thị một người đi bộ một người ngồi kiệu, chưa đến nửa canh giờ đã về tới đường phù. Phụ thân sao người lại đỉnh như vậy? Con ngựa kia điên rồi mà phụ thân vẫn chế ngự được nó ư? Chuyện đó không phải chỉ có người biết võ mới làm được sao? Sau khi xuống kiệu, Lúc hai cha con đang đi trên con đường lát đá xanh trong phủ hứa quân giao không nhịn được bèn hỏi. Lão giả thối nhìn trông hào hoa phong nhã, nhìn diện mạo trông như một văn sĩ trông niên tay chói gà không chặt, hắn thật sự có thể trị được con ngựa đang nổi điên kia ư. Điều này quả thực đã đổi mới ấn tượng của nàng về hắn, song cũng khiến cho nàng phải nghi ngờ bên trong hắn có phải cũng đổi người rồi hay không. Đường tùng niên cười ha, giọng điệu có vẻ đắc ý nhớ năm đó phụ thân còn từng đi theo bệ hạ ra trận giết địch, nay chỉ trị một con ngựa điên có đáng là gì. Nhưng con từng nghe ca ca nói, mặc dù năm đó người từng vào quân đội, nhưng bởi vì võ nghệ quá kém, xương cốt quá yếu nên bị người chê bai, sau đó được sắp xếp vào trong doanh trướng làm mấy chuyện vặt vãnh như viết viết tính tính. Hứa quân giao giọng nói sặc mùi nghi ngờ. Nụ cười của đường tùng niên ngay lập tức cứng lại, hắn không nghĩ tới nhi tử lại phá đám sau lưng mình như thế tức giận nói. Thằng nhóc láo toét đấy biết cái gì? Phụ thân con là người văn võ song toán, văn võ song toàn đấy. Không biết cái gì cũng dám nói sằng nói xiên trước mặt muội muội, đợi thằng nhóc đấy về cha sẽ cho hắn biết tay. Châu ca đang đi kết giao bạn bè đột nhiên hát xì một cái, hắn xoa mũi rồi buồn bực gãi đầu, ngay sau đó mỉm cười với nam từ trẻ tuổi trước mặt, nói. Mạnh huynh nói đúng lắm, nói rất đúng ánh mắt hứa quân giao mang theo vẻ chế nhạo rõ ràng là không tin những gì hắn nói đường tùng niên bất lực đành phải nói cha con từng thuần hóa ngựa trong quân một thời gian dù là ngựa điên ngựa hoang hay ngựa hung hãn cha con đều đã từng thuần hóa hứa quân giao bỗng nhiên hiểu ra hóa ra là như vậy đường tùng niên không muốn cùng nữ nhi nói về quá khứ mà hắn đã phải vật lộn để trải qua đoạn hắn nhíu mày hỏi sao con lại nghi ngờ chuyện hôm nay ngựa bị hoảng sợ có liên quan đến người trong cung? Chuyện này rốt cuộc là nhằm vào con, hay con bị phụ thân liên lụy vẫn chưa rõ ràng, sao con lại có suy nghĩ như vậy? Hứa quân giao hơi trần trừ, đám phương nghi có liên quan đến nhiều bí ẩn đã xảy ra với mình ở đời trước, các nàng là ai? Vì sao các nàng phải hao tổn tâm huyết tiếp cận mình rồi tìm đủ mọi cách để giành được lòng tin của mình? nàng nghĩ tới nghĩ lui đều không tìm được đáp án tuy rằng đời trước bọn phương nghi không hề trực tiếp đối địch với mình nhưng nàng sẽ không dễ dàng buông tha cho các nàng nàng thậm chí không ngại thực hiện một số biện pháp thô bạo khi cần thiết nhưng những điều này cũng phải nói thật với lão già thối sao nàng đương nhiên tin rằng lão già thối đời này chẳng những không phải là kẻ địch của nàng thậm chí còn là hậu thuẫn kiên cố nhất của nàng thành thực mà nói nàng từng học rất nhiều âm mưu quỷ kế, học cách để đạt được mục đích mà không từ một thủ đoạn nào, nhưng nàng chưa từng học cách dựa dẫm vào người khác. Đường Tùng Niên cũng không ép nàng, hắn kiên nhẫn đợi câu trả lời của nàng. Cuối cùng, hắn nghe thấy giọng nói lưỡng lự của nữ nhi. Hôm nay ở Đông Cung. Hứa quân giao cuối cùng vẫn quyết định kể rõ đầu đuôi ngọn ngành những gì đã xảy ra ở Đông Cung cho hắn nghe nàng không biết quyết định này là đúng hay sai nhưng nếu mọi chuyện đúng như nàng đoán thì phương nghi và đám dư nhiệt của tiền triều có liên quan đến nhau vì thế chỉ dựa vào sức của một mình nàng thì không thể đối phó được với bọn chúng sắc mặt của đường tùng niên dần dần trở nên nghiêm túc con chỉ cảm thấy mặt các nàng hơi quen như thể đã nhìn thấy họ ở đâu đó khi họ còn nhỏ nhưng nhất thời con không thể nhớ ra được cho nên mới thuận miệng hỏi nàng hai câu không nghĩ tới trên đường từ cung về nhà thì ngựa lại bị hoảng sợ. Chuyện này hơi trùng hợp, con cũng không dám khẳng định, vì thế mới nhờ phụ thân và đình ca nghĩ cách điều tra. Nếu mầm tai họa này thật sự là do lời nói của con gây ra thì trong đông cung khi đó nhất định có người mật báo. Hứa quân giao vẫn quyết định giấu giếm một phần chân tướng. Chuyện này cứ giao cho phụ thân. Cho dù thật giả thế nào thì hai cung nữ trong lời con nói chắc chắn không phải đèn cạn dầu, ít nhất có thể chắc chắn rằng các nàng đang châm ngòi giữa thái tử phi và bành lương đệ đường tùng niên nói được rồi bây giờ chắc chắn nương con cũng biết chuyện xảy ra trên đường về phủ rồi mau đi đi tránh để nương con lo lắng hắn vỗ vai nữ nhi âu yếm nói vâng ạ à, con nghe cha ạ à. hứa quân giao vô cùng ngoan ngoãn đồng ý sau đó xoay người đi ra cửa và đi về phía viện của nguyễn thị Đường tùng niên vuốt dâu, nhìn theo bóng dáng huyền chuyển của nữ nhi rồi thở dài. Tiểu nha đầu đã lớn, cũng bắt đầu có chuyện giấu giếm phụ thân rồi. Thấy chiếc áo bông nhỏ bé sắp trở thành áo giáp sắt người cha già như hắn thật sự thấy chua xót mà lau nước mắt. Một lát sau, hắn lại cảm thấy một cơn đau lưng mỏi eo ập đến. Hắn không thể không vịn vào thư án rồi chậm chậm ngồi xuống. Sau đó hắn vung nắm tay lúc đấm chỗ này lúc đấm chỗ kia sau đó lại tiếp tục thở dài một tiếng. Suy cho cùng cũng không bì nổi lúc con trẻ, chỉ một con ngựa điên đã khiến cả người hắn mệt dã rời. Tùy hứa quân giao nói ra nghi ngờ trong lòng với đường tùng niên, nhưng thật ra nàng tin chuyện ngày hôm nay hoàn toàn không phải ý của Phương Nghi. Với tính cách cẩn thận của người này thì chắc chắn không thể đưa ra một quyết định lỗ mãng như thế. Nếu đã không liên quan đến Phương Nghi thì chuyện hôm nay xảy ra với nàng ắt có liên quan đến đường Tùng Niên. Nàng cảm thấy sau khi trải qua chuyện ngày hôm nay, thế lực của hai nàng kia ở Đông Cung nhất định bị đà kích, dù sao từ Huyền Thanh và Bành Ngọc Kỳ cũng không phải là kẻ ngu dốt. Nhưng có một chuyện mà nàng không biết, Phương Nghi lúc này chỉ muốn chém quách cái tên tâm phúc đang đi theo mình mà thôi. Ngu xuẩn con nha đầu thối kia nói một câu lấp lửng mà đã làm ngươi luống cuống cả tay chân, đã thế còn làm ra cái chuyện ngu không ai bằng này. Ngươi có biết hành động lần này chỉ càng chứng thực sự nghi ngờ của nàng đối với chúng ta không? Thậm chí còn thu hút sự chú ý của tên nghịch tạc triệu thị, nếu thật sự là như vậy thì bố cục của chúng ta nhiều năm ở trong cung cũng sẽ bị hủy. Thế, thế hiện giờ phải làm sao đây? Người nọ có lòng tốt nhưng lại làm hỏng chuyện mặt mày trắng bệt, run giọng hỏi. Phương Nghi hít một hơi thật sâu, quả quyết nói. Ngươi lập tức trở về, an tâm hầu hạ từ Uyển thanh, sau này chuyện của ta và đội y ngươi không cần nhúng tay vào, trừ phi ta có an bài khác, đi ngay đi. Dù chỉ muốn giết quách đồ ngu này đi nhưng hiện giờ vẫn phải nghĩ cách bảo vệ nàng. Người kia không dám nói nhiều, sau khi thưa một tiếng rồi vội vàng quay người rời đi, ánh đèn mờ mịt chiếu qua khuôn mặt nàng ta đồng thời cũng phản chiếu lại gương mặt của nàng người kia chính là cung nữ ngày đó đã khiển trách đồ y và cũng là người cho đồ y một cái tát trời giáng. Nguyễn Thị biết tin nữ nhi gặp nguy hiểm quả nhiên sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt, vừa nhìn thấy nữ nhi trở về, nàng không nói không rằng kéo con bé đến gần tỉ mỉ kiểm tra một hồi, cuối cùng vẫn không yên tâm lại cho người đi mời đại phu. Hứa quân giao nhiều lần cam đoan trên người mình không bị thương, cũng không cảm thấy đau, đại phu có thể mời nhưng mà là mời cho phụ thân lúc nãy trên đường về phủ lão già thối tưởng rằng nàng không biết nên thỉnh thoảng lại lén lút xoa nắn eo rồi lại xoa bóp cánh tay nhưng nàng biết chắc chắn hắn đã bị thương khi chế ngự con ngựa điên kia chẳng qua hắn sĩ diện không chịu nói mà nàng cũng thuận theo hắn luôn đằng nào cũng có bao phu nhân ở đây dù hắn có muốn giấu cũng chẳng giấu nổi Hứa quân dao khẽ cười khi thấy Nguyễn Thị vội vội vàng vàng đi đến thư phòng. Cô nương, người thật sự không bị thương chứ. Nếu bị thương thì cứ lén lút nói với ta, ta sẽ không nói cho phu nhân biết đâu. Làm thuần lo lắng hỏi. Không bị thương, thật sự không bị thương mà. Nếu bị thương thật thì ta làm sao giấu các ngươi được, đi thôi. Về phòng nào? Trở về trong phòng, Nàng phân phó lam thuần trông ở gian ngoài không cho bất kỳ người nào đi vào, sau đó mới gọi môn vũ ra, tiếp tục cuộc thẩm vấn chưa hoàn thành trong thùng xe. Nói mau, có phải ngươi giấu ta làm gì với dự vương không? Môn vũ mó trước mó sau, song lại không dám đối diện với ánh mắt của nàng, gương mặt đầy trột giả khiến nàng nhìn mà vừa tức vừa buồn cười. Nói nhanh, ta còn đang đợi đấy. Nàng ung dung sửa lại đầu tóc hối một câu. À, hôm nay hoa cài đầu của giao giao đẹp quá. Sao lại có cái hoa cài đầu đẹp đến thế nhỉ? Ngươi cài lên giống hệt như tiểu tiên nữ. Môn Vũ tiếp tục dùng đại pháp rời lực chú ý. Hứa quân giai đe dọa nàng ta. Nếu ngươi không nói, ta sẽ dùng toàn bộ số bùa mua ở chỗ tái thần tiên lên người ngươi. Mặc dù nàng không biết bùa mua ở chỗ tái thần tiên có tác dụng hay không nhưng nàng phát hiện ra ngôn vũ hơi kiêng sợ những thứ đó chỉ dựa vào điểm này nàng cảm thấy tái thần tiên có lẽ thật sự có chốt bản lĩnh dù sao con quỷ mốc bên cạnh nàng đến cả bùa được bao phu nhân lên tận quán để thình hay các loại pháp khí khai quang thậm chí cả vật trừ tà đều không thể nào làm nàng ta sợ hãi ngôn vũ rụt cổ lại đôi mắt nhỏ bé tràn ngập hờn rỗi dao dao xấu quá đi lúc nào cũng thích dọa người ta nàng ưỡn nẹo một lúc khi thấy hứa quân giao thật sự đứng dậy tìm mấy lá bùa đó nàng ta sợ đến nỗi không dám chỉ hoãn thêm vội vàng nói ta không làm gì dự vương cả mà chỉ lén lút đi nhìn hắn hai lần thôi thật đấy chỉ có hai lần thôi ngươi đi nhìn hắn làm gì hứa quân giao vừa nghe thì mơ hồ không rõ không biết nữa mấy hôm trước ta bỗng nhiên mơ thấy một cảnh tượng Ngôn vũ nhíu đôi mi thanh tú, cố gắng nhớ lại. Hứa quân dao ngạc nhiên nhớ mày, quỷ mà cũng nằm mơ á. Ngôn vũ không biết suy nghĩ của nàng, nàng ta vẫn đang cố gắng nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Cảnh tượng trong đó, dường như dự vương đang dạy ta viết chữ. Hứa quân dao giật thót, mở to hai mắt không dám tin. Ngươi nói ngươi thấy dự vương dạy ngươi viết chữ Đúng vậy, chính là viết chữ. Nhưng có lẽ ta viết không đẹp, dự vương còn đánh vào lòng bàn tay của ta cơ. Sao hắn lại đánh người như thế chứ? Người ta đã học bao giờ đâu, đương nhiên lần đầu viết chả không đẹp. Lúc đầu vẻ mặt của ngôn vũ còn mơ màng, sau khi nói đến đây thì phồng má tức giận, như đi cảm nhận được cảm giác bị đánh vào lòng bàn tay. Trong lòng hứa quân dao như đang cuộn trào sóng dữ, nàng khiếp sợ nhìn nàng ta, ngay cả giọng nói cũng mang theo run dày. Còn gì không? Ngươi còn mơ thấy cảnh tượng khác không? Ừm. Ta nghĩ lại đã, hình như còn mấy cảnh tượng nữa, nhưng chúng đều mơ hồ nên ta không thể thấy rõ ràng, cũng không nhớ nổi. Ngôn vũ buồn bực nhíu mày. Hứa quân giao tâm loạn như ma, đầu óc cũng trở thành một mớ hỗn loạn, nàng cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại, hỏi tiếp. Thế ngươi lén lút đi nhìn hắn hai lần để làm gì? Hừ, Hắn đánh vào lòng bàn tay ta, đương nhiên ta phải đi tìm hắn tính số chứ gì nữa. Nhưng mà hắn không nhìn thấy ta, ta cũng không chạm được vào hắn, ta lấy khăn quạt vào cổ hắn mà hắn cũng không sợ. Ngôn Vũ tức giận nói: Dựa vào cái gì? Hắn dựa vào đâu mà đánh vào lòng bàn tay người ta, người ta không quen hắn, trước đây cũng không biết hắn. Hứa Quân Dao chợt thấy đầu đau như muốn nứt ra, cơ thể lảo đảo, đứng không vững rồi ngã xoài ra đất ngôn vũ sợ tới mức ôm lấy cổ nàng. Giao giao ngươi làm sao vậy? Hứa quân giao dựa vào người nàng ta, cảm nhận được cảm giác lành lạnh xuyên qua quần áo. Trong phút chốc nàng thậm chí còn không hiểu nổi mình rốt cuộc là ai. Dự vương từng dạy A Vũ viết chứ, thấy nàng ta viết không đẹp còn đánh vào lòng bàn tay ư. Nhưng người bị đánh vào lòng bàn tay không phải là mình sao? Làm sao lại biến thành A Vũ được? Không đúng, A à, Vũ có khuôn mặt giống mình của đời trước, vậy cảnh tượng nàng ta thấy trong mơ há chẳng phải mình sao? Nhưng mà làm sao nàng ta biết được? Nàng càng nghĩ càng mơ hồ, càng nghĩ càng thấy đầu đau nhức dữ dội, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, môn vũ sợ đến nỗi trực khóc. Giao giao, ngươi bị ốm hả? Ta bảo Lam Thuần tìm đại phu cho ngươi nhé. Đừng đi, đừng đi, ta chỉ đột nhiên thấy hơi mệt thôi, ngủ một giấc là được nàng bắt lấy cổ tay ngôn vũ cố gắng nở ra một nụ cười nhợt nhạt vậy được ngươi ngủ một giấc đi ta không quấy dày ngươi nữa ngôn vũ thút thít nửa dìu nửa ôm nàng lên giường tiếp đó kéo chăn đắp cho nàng sau cùng lại nói nếu ngươi không thích sau này ta không tìm dự vương nữa không a à vũ ngươi muốn thì cứ đi muốn làm gì thì cứ việc đi mà làm chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là được chỉ duy nhất một điều sau này nếu như ngươi nhớ ra cái gì cũng đừng lừa ta hứa quân giao lắc đầu nhỏ giọng nói được cho dù sau này ta nhớ ra cái gì đều sẽ không lừa ngôi ngôn vũ khịt khịt mũi đáp lời một cách đáng thương hứa quân giao mỉm cười với nàng ta rồi từ từ nhắm mắt lại thoát cái mi mắt đã ngày càng nặng trĩu nàng dần dần chìm vào giấc mông điện hạ nhìn này lần này ta viết không sai một chữ nào nhé. Trong giấc mơ, nữ tử xinh đẹp ôm lấy nam tử áo gấm rồi ngừng mặt lên nói với vẻ đắc ý. Nam tử áo gấm nghiêm túc kiểm tra một lần, gật đầu. Đúng là không sai chữ nào, nhưng mà chữ viết mềm yếu vô lực, còn viết không đẹp bằng hôm qua, vẫn nên phạt thôi. Hả? Thế mà cũng vậy á. Nữ tử dầu môi lên khuôn mặt rõ ràng không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn chia đôi tay trắng nõn ra. Khi thấy nam tử nhấc tay đánh xuống, nàng ta sợ tới mức nhắm chặt hai mắt lại. Lòng bàn tay bị người nhẹ nhàng vỗ vài cái, nàng vụng trộm mở một mắt thì đập ngay vào mắt nàng là khuôn mặt tươi cười của người nọ. Nàng gieo hô rồi nhào vào lòng hắn, dịu dàng nói. Ta biết Điện Hạ không nỡ đánh thật mà. Đáp lại nàng là tiếng cười khẽ của nam tử đúng vào lúc bầu không khí đang tốt đẹp chợt có thị nữ xông vào điện hạ hòa quyên tỷ tỷ đột nhiên cảm thấy cơ thể không thoải mái xin điện hạ di giá tới thăm nàng nữ tử dần dần thu lại nụ cười nàng nhìn gương mặt lưỡng lự của nam tử ân cần nói điện hạ đi thăm tỷ tỷ đi ta luyện thêm chút nữa được nàng cứ luyện đi khi về ta sẽ kiểm tra nam tử thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt có chút áy náy như cuối cùng vẫn rời đi cùng thị nữ kia. Nữ tử dõi theo bóng dáng đi xa dần của hắn, một lát sau, nàng ta cười lạnh một tiếng. Hứa quân dao chợt mở to mắt, ngực đập dồn dập làm thuần đang chờ đợi bê cạnh nghe thấy động tĩnh bèn vội vàng đi đến. Cô nương dậy rồi à? Ta ngủ bao lâu rồi? Nàng dây thái dương và hỏi. Đã ngủ nửa canh giờ rồi à? Cô nương ngủ sâu quá, lúc nãy phu nhân đi vào cũng không biết. Làm thuần nhanh nhẹn hầu nàng thay quần áo, trong giọng nói mang theo ý chiêu chọc. Từ khi đến cạnh hứa quân giao, tính tình của nàng ta cởi mơ hơn nhiều, chỉ là đầu óc của cô nương ăn nói vụng về này vẫn không thay đổi, cho dù ở thời điểm nào đều chỉ biết đặt mệnh lệnh của tam cô nương lên hàng đầu, hơn nữa còn chuyên tâm thực hiện đến cùng. Trước những giọng nói kỳ lạ truyền ra từ phòng hứa quân giao, nàng ta khó hiểu rồi hỏi qua một lần sau khi thấy cô nương nhà mình chỉ cười mà không trả lời nàng ta cũng không để ở trong lòng cũng chưa từng nói ra ngoài nửa chữ cho nên mức độ hài lòng của hứa quân giao có thể nói là ngày một sâu hơn sau vài ngày nàng lại vào cung ngũ công chúa kéo nàng hỏi chuyện con ngựa bị hoảng sợ khi biết được rằng cuối cùng chính phụ thân đường tùng niên của nàng là người cứu nàng còn định viễn tướng quân hạ thiệu đình đến chậm vài bước nàng ta hết đập vào ngực thì lại dậm chân. Sai rồi, sai rồi. Lộn hết cả lên rồi, lộn xộn hết rồi. Sai cái gì? Lộn xộn cái gì? Hứa quân giao khó hiểu hỏi. Sai rồi, sai rồi. Tình tiết không nên phát triển như thế, lộn lộn tùng phèo hết rồi. Muội nói xem, đường đại nhân là một quan văn, đang yên lành hắn sao hắn lại tranh công trạng với tiểu hạ tướng quân làm gì? Đây rõ là tình tiết anh hùng mỹ nhân mà. Tiểu Hà tướng quân cũng thật là, đi nhanh hai bước không phải được rồi sao? Uống phí một cơ hội tốt trời ban, thật là, ôi trao, thật sự lộn xộn hết cả rồi. ngũ công chúa càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng tiếc nuối. Hứa quân giao. Nghĩ một lát, nàng nhỏ nhẹ nhắc nhở. Ta còn chưa đến 15 tuổi đâu. Chưa đến 15 tuổi thì làm sao? chưa đến 15 tuổi thì không phải mỹ nhân chắc. Tiểu đường đường nhà ta trắng nón yểu điệu, đôi mắt long lanh ngập nước, cái mũi nhỏ nhắn thanh tú, môi hồng răng trắng, rành rành là một tiểu mỹ nhân. Ngũ công chúa trông eo, nhướn đôi mày liễu nhấn mạnh. Đúng đúng đúng, Giao Giao là một tiểu mỹ nhân, tương lai sẽ trở thành một đại mỹ nhân. Vừa nghe thấy có người khen Giao Giao, chuyên gia tâm bốc ngôn vũ lập lức hiện ra, phấn khởi nói theo. Trường 54, hứa quân giao là cô nương tốt nhất trên đời. Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi ngũ công chúa hay không mà hứa quân giao chật nghĩ cũng đúng đấy. Nếu hôm đó đình ca cứu mình chẳng phải là giai thoại anh hùng cứu mỹ nhân hay sao? Giống như đời trước vậy. Suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, nàng đã vội vàng nén nó xuống. Tình huống hôm đó không giống với đời trước, không thể nhập một mà nói. Anh hùng cứu mỹ nhân, Mỹ nhân không có gì để báo đáp, nguyện lấy thân báo đáp. Nào biết giữa đường nhảy ra một bọn đầu trâu mặt ngựa, hai người trải qua 9981 khó khăn, tình cảm ngày càng sâu đậm, cho đến khi tình yêu còn kiên cố hơn vàng, hẹn thề sống chết có nhau, cuối cùng người xấu phải chịu báo ứng, anh hùng và Mỹ nhân sống hạnh phúc từ đây. Phát triển như vậy mới phù hợp với nội dung của tiểu thuyết chứ. Các người tùy tiện thay đổi nội dung sẽ bị ngàn vạn độc giả đập thành quả hồng đấy, ta nói cho mà biết. Ngũ công chúa vừa tức vừa bất bình nói. Đúng đúng đúng. Ngôn vũ liên tục gật đầu như dã tỏi, nhưng lúc sau đã bừng tỉnh. Hở? Không đúng. Còn lâu tình yêu của Giao Giao với đình ca mới quý hơn vàng, hai bọn họ còn lâu mới hẹn thề sống chết có nhau. Giao Giao là của ta, là của ta. Ngũ công chúa đương nhiên không nghe thấy lời nói của nàng ta, nàng còn đang lải nhải liên mồm. Ngôn vũ không phục, học theo dáng vẻ chống nạnh và phản bác từng câu của nàng ta. Mặt hứa quân dao tràn đầy bất lực nhìn một người một quỷ, nhân lúc. Ngũ công chúa nói tới mức khát khô cả hỏng, nàng ân cần đưa cho nàng ta chén trà ấm, sau đó lại vỗ lên mặt môn vũ để trấn an, làm cho môn vũ đang tức giận bình tình trở lại. Môn vũ sờ khuôn mặt một các mãn nguyện, vui mừng đến nỗi bay vòng quay nàng vài vòng sau đó ngồi ngoan ngoãn một bên và ngâm nga một bài hát không biết tên. Ngũ công chúa tu liên tục mấy hớp trà, sau khi thở một thật dài mới cất giọng nói tiếp. Mấy hôm muội không vào cung, không biết trong cung xảy ra bao nhiêu chuyện. Ta đang nghĩ xem có nên gửi thư cho muội không, để muội ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm nữa rồi hắn tiến cung, đỡ phải dính thị phi trong cung. Hứa quân giao nghĩ rồi hỏi. Mấy hôm nay trong cung xảy ra chuyện gì vậy? Lúc đầu, chỗ bành lương đệ mất vật gì quý giá ý, không biết làm sao chuyện này lại kinh động đến chỗ phụ hoàng, phụ hoàng bèn sai người đi cha gió. Mang rất nhiều người từ Đông Cung đi thẩm vấn, sao lại không biết làm thế nào mà cha ra cung Tây Khánh, dì mục hốt hoàng lo sợ mấy ngày, nhưng lại không gặp được phụ hoàng, cuối cùng không biết phải làm sao đành dẫn tam tỷ tỷ đến tìm ta hỏi thăm tin tức. Làm sao ta biết chuyện gì xảy ra chứ? Thế nên ta mới nói là mình không rõ trong lòng tam hoàng tỷ không vui, nói ta nhỏ nhen không muốn thấy nàng sống tốt. Nói gì vậy chứ? Sao ta không muốn thấy tỷ ấy sống tốt chứ? Dì mục thì ở bên cạnh lau nước mắt, nàng nói năm đó trước khi mẫu phi ta lâm chung không yên tâm nhất chính là hai tỷ muội chúng ta, mẫu phi ta ba lần bảy lượt dặn người làm gì như nàng phải giúp nàng chăm sóc chúng ta. Nói đến đây, ngũ công chúa thở dài nặng nề, ôm mặt buồn rầu hiếm lắm mới thấy cô nương mốc luôn lạc quan buồn giàu thế này, hứa quân dao không khỏi bật cười, đồng thời cũng tưởng tưởng được hoàn cảnh lúc đấy. Mục chiêu nghi sợ liên lụy đến bản thân, như khổ nỗi không thể diện kiến vua để bày tỏ sự trong sạch của mình, vì vậy mới tìm đến ngũ công chúa. Nhưng mà có một điều hứa quân giao hiểu rõ hơn ngũ công chúa, vật quý giá mà bành lương đệ đông cung làm mất chỉ là cách cớ để bệ hạ điều tra kỹ lưỡng đông cung sau đó lại điều tra đến cung Tây Khánh, xem ra sự xuất hiện của đội y ở cung Tây Khánh đã bị hoài nghi, cũng không biết Phương Nghi có thể thoát được một kiếp lần này hay không. Nàng híp mắt, âm thầm chờ đợi, chờ đợi Phương Nghi sẽ làm thế nào để phá giải hoàn cảnh gây gâu trước mắt. Còn có Thái tử Hoàng Huynh nữa, Huynh ấy vì chuyện này mà làm ầm lên mấy lần, còn nói chuyện này là do Tam Hoàng Huynh cố tình vu khống và nhắm vào đông cung, Tam Hoàng Huynh kêu oan, Phụ hoàng thấy thế của thái tử hoàng huynh một trận, thái tử hoàng huynh ở trước mặt phụ hoàng không dám nói gì cả, lúc đi ra cả mặt đều đen. Sau khi Mẫu hậu biết mặc dù người không nói gì cả, nhưng ta biết trong lòng người khí chịu lắm, chuyện của Đông cung đã khiến nàng ăn ít hơn trước rất nhiều, nay cứ hở ra một cái là phải ứng phó với gì mục, nàng ta cứ suốt ngày đến trước mặt người khóc lóc kể lể, ngũ công chúa than thở. Hứa quân giao cũng không biết nên an ủi nàng thế nào bởi vì nàng biết cuộc tranh đấu giữa thái tử và tương vương sau này sẽ ngày càng kịch liệt hơn đời trước sau khi hoàng hậu chết cuộc tranh đấu giữa hai người bước vào giai đoạn căng thẳng nhất thái tử nhiều lần phạm sai lần trong các việc hệ trọng của triều đình đạo đức cá nhân cũng có nhiều thiếu sót sau này không biết hắn đã bị người nào khiêu khích vậy mà lại có ý đồ bức vua thoái vị cuối cùng thái tông hoàng đế đã hạ chỉ phế bỏ ngôi vị thái tử của hắn còn tương vương sau khi thái tử bị phế hắn là người có tiếng nói lớn nhất triều đình và dân chúng ai cũng tưởng rằng thái tông hoàng đế sẽ xác lập hắn làm tân thái tử nhưng ai ngờ cuối cùng dự vương là lại người được đi lên vị trí thái tử dựa vào thân phận của nàng ở đời trước thì không thể nào biết được bên trong xảy ra chuyện gì mà khiến cho thái tông hoàng đế bỏ qua tương vương rồi chọn dự vương sau này tuy nàng đã có khả năng diều tra rõ nội tình nhưng đã không còn cái suy nghĩ như vậy nữa đương nhiên đời này nàng cũng chưa từng nghĩ đến sẽ can thiệp vào cuộc tranh đấu giữa hai huynh đệ Hoàng Hia. Ngũ công chúa lại vui vẻ trở lại. Nhưng mà hôm qua Thái tử Hoàng Huynh và Tam Hoàng Huynh lại làm lành rồi, hai người còn đến trước mặt mẫu hậu nhận sai và ăn cơm trưa cùng mẫu hậu nữa. Hứa quân giao lại không nghĩ thế. Hai người kia làm sao có thể bắt tay làm hòa được. E rằng là do áp lực của bệ hạ đã bức bách bọn họ nên hai người đó phải tạm thời nhẫn nại mà thôi đặc biệt là thái tử hắn đã bất mãn vì bệ hạ thiên vị tương vương từ lâu mấy năm nay hai người đã tranh cãi vài lần khúc mắc giữa hai bên ngày càng sâu sắc làm sao có thể dễ dàng tháo gỡ được song nàng sẽ không nói những điều này cho ngũ công chúa nếu đã biết hết thảy đều không tháo gỡ được nàng cần gì nói ra để làm cô nương mốc nghếch này càng thêm lo lắng trong vô ích như vậy thì tốt hoàng hậu nương nương có thể yên tâm được rồi tỷ cũng không cần lo lắng nữa. Nàng khẽ mỉm cười nói. Ngũ công chúa cười tít cả mắt, vừa nhìn đã biết là tâm trạng đang rất tốt. Công chúa, dự vương điện hạ đến rồi. Bỗng có công nữ tiến vào bẩm báo. Ngũ hoàng huynh hạ, mau mời huynh ấy vào đi. Vừa dứt lời, đã thấy dự vương đang bước về phía này. Quân giao muội muội, vết thương trên người muội đã khỏi chưa? hứa quân giao không nghĩ tới câu đầu tiên khi hắn tiến vào là hỏi mình còn chưa kịp trả lời thì ngũ công chúa đã làm bộ giận dỗi nói hứ ta còn đang nghĩ đang yên lành sao huynh lại đến chỗ ta hóa ra là có dụng ý khác dự vương cầu xin tha thứ không phải ý này ta vừa mới ở chỗ tam hoàng huynh về đi qua chỗ muội thì nghe nói quân giao muội muội cũng ở đây nhớ tới mấy ngày trước muội ấy bị thương do con ngựa hoảng sợ vì thế ta mới vào đây hỏi thăm vài câu. hứa quân giao cười nói. làm phiền điện hạ nhớ dến vốn không có bị thương, chẳng qua cha mẹ không yên tâm bảo ta cứ ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, nhưng không nghĩ rằng lại khiến điện hạ hiểu nhầm. lúc này dự vương thở phào nhẹ nhõm vội nói. vậy là tốt rồi, không bị thương thì tốt, không bị thương thì tốt. từ lúc hắn bước chân vào phòng, ngôn vũ vốn đang ngoan ngoãn ngồi ở một bên chợt đứng dậy nàng ta bay thẳng đến trước mặt hắn, tức giận chừng mắt nhìn hắn, song nghĩ đối phương không nhìn thấy mình bèn thổi mạnh mấy hơi lạnh vào cổ hắn. Nào ngờ dùng sức quá mạnh, lúc hứa quân dao nhìn sang thì thấy nàng ta đang nhe răng nhếch mép xoa hai má, bộ dáng nhìn trông khôi hài làm sao, hứa quân dao không khỏi cảm thấy buồn cười. Ngôn vũ nhạy bén phát hiện ra ý cười trên mặt nàng, nàng ta vừa tức giận vừa tủi thân biểu môi nàng ta nghĩ một lát vẫn thấy không cam lòng vì thế bay tới bay lui xung quanh dự vương không ngừng lấy khăn quạt từng làn gió lạnh vào cổ hắn như thể muốn trả thù đối phương vì đã đánh vào lòng bàn mình trong giấc mơ hứa quân giao nhìn mà thấy vừa bất lực vừa buồn cười vào lúc nàng đang định ngăn cản hành động ấu trĩ của nàng ta thì bỗng nhiên nàng ta dừng lại đôi lông mày cau lại nhìn chằm chằm dự vương nét mặt khó hiểu ban đầu dần trở nên mờ mịt hô hấp của nàng nghẹn lại trong giây lát. Chẳng lẽ con quỷ ngốc nghếch này nhớ ra cái gì ư? Liên quan đến dự vương hay liên quan đến chính mình? Dự vương không biết có một con quỷ đang nhìn mình tròng chọc, khi ngũ công chúa kêu hắn xin chỉ bảo cách chơi cờ, mặc dù hắn kiên nhẫn trả lời nhưng ánh mắt vẫn luôn không tự chủ được mà nhìn về phía bên cạnh hứa quân giao. Hứa quân dao phát hiện ra ánh mắt của hắn thì nhanh chóng thu hồi lại dáng vẻ đã bị môn vũ làm loạn. Nhân lúc hắn lén lút nhìn lại lần nữa, nàng bèn ngước mắt lên và nở một nụ cười ngọt ngào với hắn. Dự vương lòng dạ dối bời quay mặt đi chỗ khác, sau một thoáng phiền muội và suy nghĩ, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được quay mặt lại, đập vào mắt hắn vẫn là khuôn mặt ngọt ngào như được nhúng mật làm hắn không khỏi nở một nụ cười dịu dàng đáp lại đối phương. Hứa quân giao mẩn ra, nụ cười cũng không khỏi càng thêm tươi đẹp. Tình tình của người này, may mà sinh ở Thái Bình thịnh thế, lại có Thái Tông Hoàng bế dốc lòng dạy bảo, xong còn để lại một loạt các trung thần cho hắn. Nếu không với cái tính tình hiền hậu sắp sửa thành nhu nhược của hắn, không biết chừng sẽ bị người ta hành hạ. Ngũ Hoàng Huynh, hay là chúng ta đánh một ván cờ đi? Sau khi được hắn chỉ điểm cờ tàn, ngũ công chúa tự cho rằng kỳ nghệ của mình đã tăng lên thêm một cấp, bèn hứng chí hừng hực đề nghị. Đầu dự vương nhất thời lắc như cây trống lắc, không đợi nàng nói tiếp đã bỏ lại một câu, ta còn có việc, rồi vội vàng rời đi. Đùa cái gì vậy, hắn điên rồi mới đánh cờ với cái sọt cờ đi ba bước hối hận bốn bước này. Thấy hắn đi, ngôn vũ không chút nghĩ ngợi đi theo luôn. Vốn hứa quân giao còn muốn gọi nàng ta quay về, nhưng nghĩ lại đành thôi. Dự vương đi được vài bước đã thấy hối hận, hiếm khi quân giao muội muội mới vào cung, hắn nên tìm cách nói chuyện với nàng nhiều hơn. Hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, từ khi hắn thành người lớn, thỉnh thoảng sẽ mơ thấy những giấc mơ mờ nhạt, trong mơ luôn có một nữ tử bầu bạn bên cạnh hắn. Nữ tử kia hoặc rỗi hoặc vui hoặc buồn, mỗi cây nhăn mày mỗi một nụ cười đều sinh động say đắm lòng người, nhưng hắn cứ mãi không thể nhìn rõ dáng vẻ của nàng hắn chỉ nhớ rõ khi cùng nàng ở chung trong lòng luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái sau đó hắn lại không nhớ được gì nữa hắn cảm thấy nữ tử trong mộng có một số động tác giống hệt với quân giao muội muội nhưng hắn cũng rất chắc chắn nàng đó không phải quân giao muội muội về lý do tại sao hắn lại chắc chắn như vậy chính hắn cũng không thể nói rõ được nguyên do lại nói về ngũ công chúa tuy nàng ta không thể bắt dự vương đánh cờ với mình nhưng lại tóm được hứa quân giao nàng ta vừa đấm vừa xoa bắt nàng đánh cùng mình một ván hứa quân giao đang lo lắng cho môn vũ vừa đi theo dự vương vì thế cũng muốn tìm thứ gì đó để xua tan cảm giác nôn nóng chợt sinh ra trong lòng cho nên cũng đồng ý luôn nhưng lời đồng ý vừa bột khỏi miệng nàng đã thấy hối hận không ngừng trách bản thân nhất thời nóng đầu mà quên mất ngũ công chúa là cái sọt cờ thối sao kỳ phẩm đã đạt đến trình độ nhân thần cùng nhau căm phẫn. Sao, rất sọt cờ thối, ý chỉ người đánh cờ có trình độ rất thấp nhưng rất thích chơi. Hoa, sao, kỳ phẩm, kỹ năng và phẩm chất của người chơi cờ. Quả nhiên, hai người mới đánh chưa đến 15 phút, trong điện đã vang lên tiếng kêu của ngũ công chúa. Ôi chao không được không được, ta không hà ở đây nữa, phải đổi chỗ khác. Không 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 ta muốn đổi chỗ khác, chỗ này không được không được. Đừng đừng đừng, để ta nghĩ lại đã, nghĩ lại đã. Đúng rồi, đổi sang chỗ này, chính là đổi sang chỗ này, quyết định rồi. Không 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 không, đợi đợi ta nghĩ lại đã. Vẫn nên đổi về chỗ ban đầu thì hơn. Hứa quân giao bất lực nhìn nàng ta, quân cờ trắng trong tay không thể hạ nổi xuống, dàn lòng xác nhận lại hết lần này đến lần khác. Nghĩ kỹ chưa hả? không đổi chỗ nữa đâu phải không? Con cờ này của muội một khi đã hạ xuống, thì tỷ đừng có mà hối hận đấy. Nghĩ kỹ rồi, thật sự nghĩ kỹ rồi, ta hạ ở đây. Vẻ mặt ngũ công chúa kiên định, nhưng khi tay kẹp quân cờ trắng của hứa quân giao vừa động đậy, nàng ta đã sợ hãi và vội vàng duỗi tay ra ngăn cản nàng. Ta suy lại rồi, vẫn nên nghĩ lại đã. Dù sao lão tổ tông có câu, phải suy nghĩ ba lần rồi mới đi tỷ không phải nghĩ ba lần nữa, mà là nghĩ bốn, nghĩ năm, nghĩ sáu lần rồi. Hứa quân dao tức giận trừng mắt nhìn nàng ta, cuối cùng nhịn không được mắng thêm một câu. Tỷ là cái sọt cờ thối. Ngũ công chúa tủi thân. Ta không phải cái sọt cờ thối đâu, chẳng những không thối mà người ta còn thơm lắm nha, muội ngửi đi, ngửi đi ngửi đi. Vừa nói vừa kéo tay áo dí vào mũi nàng hứa quân giao vừa cười vừa đẩy nàng ta ra nàng ta cười với ánh mắt xấu xa rồi càng tiến lại gần hai người cứ thế đẩy tới đẩy lui cười đùa ầm ĩ ngôn vũ đi mãi tới khi hai người đùa mệt ngoài người trên giường ngũ công chúa nhắm mắt nghỉ ngơi mới bay trở về hứa quân giao vừa thấy nàng ta trở về vội hỏi ngươi đi đâu đấy sao lâu vậy rồi mới quay lại vẻ mặt của ngôn vũ vẫn hơi mờ mịt sau khi nghe thấy giọng nói của nàng mới tỉnh táo lại, nổi giận nói. Giao giao, ta nói cho ngươi nghe, ta nhớ lại rồi. Nhớ lại rồi á? Ngực hứa quân giao căng lên, lại nghe nàng ta tiếp tục nói. Ta nhớ lại mấy cảnh tượng ở trong mơ mấy hôm trước rồi. Dự vương kia là người xấu, hắn đánh người đó. Hắn làm khắp người ta toàn vết sẹo, nhìn này, chính là ở chỗ này. Không chỉ làm người bị thương, mà hắn còn xấu bụng cầm bút nhúng chu sa để biến vết sẹo giả thành hoa mai. Xấu xa quá đi mất, trên đời này sao lại có người xấu xa như hắn chứ? Môn vũ vừa nói, vừa kéo cổ áo, dùng tay chỉ vào xương quay xanh của mình. Chính là chỗ này nè, ta thấy rất rõ ràng nha. Trong giấc mơ ta đã suýt khóc khi nhìn thấy những vết sẹo ở đây. Hứa quân dao vừa kinh hãi vừa ngượng ngùng lúng túng, cả người như bị sét đánh nếu trước đây ngôn vũ nói chính xác những chuyện mình đã làm ở đời trước nàng còn có thể lấy cớ là có lẽ nàng ta là người bên cạnh mình ở đời trước để thuyết phục bản thân nhưng lần này những lời ngôn vũ nói đều là những thú vui khuê phòng chỉ có mình và dự vương biết ở đời trước mặt nàng dần dần trở nên nhợt nhạt trong đầu trở nên trống rỗng ngôn vũ rốt cuộc là ai làm sao nàng ta biết hoặc là sao nàng ta lại mơ thấy những chuyện ấy những chuyện này đến cả những người hầu hạ nàng đời trước cũng không hề biết. Nàng cảm thấy đầu mình dường như sắp nổ tung, tất cả sự bình tĩnh đều rời khỏi nàng vào lúc này, trong đầu nàng liên tục vang lên hai câu nói, ngôn vũ là ai? Nếu nàng ta thật sự tồn tại, vậy thì ta là ai? Giờ khắc này, nàng thậm chí muốn vùng vẫy ra khỏi cơ thể này để xem linh hồn của mình trông như thế nào, là hứa thục phi của đời trước, hay đường quân giao của đời này hoặc là một người mà nàng chưa từng thấy trước đây. Giao giao, ngươi làm sao vậy? Sao sắc mặt ngươi lại khó coi thế? Có phải thân thể không khỏe không? Ngôn vũ phát hiện ra sự khác thường của nàng thì lo lắng hỏi. Hứa quân giao rất ra khỏi suy nghĩ của mình, chợt bắt lấy bàn tay đang vươn ra sờ chán mình của nàng ta, ánh mắt nàng sắc bén, ở trong lòng lạnh lùng quát hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Bám theo ta có mục đích gì? ngôn vũ bị bộ dạng tức giận của nàng làm cho sợ hãi cổ tay bị nắm đến nỗi đau nhức vừa tủi thân vừa sợ hãi trả lời ngươi rốt cuộc bị sao vậy giao giao ta là a vũ đây mà ta ta chỉ muốn ở cùng ngươi thôi nào có mục đích gì hứa quân giao lạnh mặt không trước giờ không có môn vũ nào cả vạn vật trên đời đều có duyên cớ duyên cớ của ngươi là gì có phải ngươi vẫn luôn đi theo ta từ đời trước không bây giờ nghĩ lại thì chỉ còn một khả năng này thôi đời trước và lúc nàng không biết ngôn vũ đã đi theo mình giống như thế này chẳng qua là lúc đó nàng không thấy được nàng ta cũng không cảm nhận được sự tồn tại của nàng ta chỉ cớ như vậy nàng mới có thể giải thích được tại sao nàng ta lại biết nhiều chuyện của mình như thế nàng thậm chí còn có lý do để nghi ngờ khuôn mặt trước mắt này cũng là giả nếu nàng ta đã không phải người thì tất cả đều có thể là giả, nàng ta dùng nó để mê hoặc người khác. Đây không phải tình tiết trong tiểu thuyết ma quỷ mà ngũ công chúa thường nói hay sao? Cuối cùng ngôn vũ tủi thân rơi nước mắt, khóc thốt thiết nói. Rốt cuộc ngươi làm sao vậy giao giao? Người ta là A Vũ mà. Người ta không phải là người xấu. Giọt nước mắt rơi, tí tách tí tách, nó lặng lẽ rơi trên đất, cũng không thấy có chút ẩm ướt nào nàng chỉ muốn ở cùng giao giao thôi mà, nào có biết tại vì sao? Chính là cảm thấy rất muốn. Mặt hứa quân dao trắng bệch, đầu óc vẫn rất hỗn loạn, trong chốc lát có hàng chục hàng trăm âm mưu chống lại nàng hiện ra, tiếng, ong ong ong, trong đầu càng làm nàng đau dữ dội hơn. Nàng nhìn gương mặt tương đối quen thuộc trước mắt, nhưng gương mặt ấy lại xa lạ đến nỗi làm lòng nàng sinh ra ớn lạnh, nàng đã từng giữ một khuôn mặt như vậy, cũng đã từng dùng diện mạo vừa đáng thương lê hoa đái vũ vừa tủi thân ôm theo mục đích khác để đối điện với dự vương. Sao, lê hoa đái vũ, ý chỉ vẻ đẹp kiều diễm. Không biết qua bao lâu, tay nàng cuối cùng cũng từ từ buông lỏng cổ tay của môn vũ. Cả người không có sức lực ngã ngồi trên giường, nhắm chặt hai mắt hít thở mấy cái thật sâu. Một lát sau, nàng mới cúi đầu nhìn môn vũ và nói. Xin lỗi tiểu đường đường, muội đang lẩm bẩm cái gì đấy? Sao không ngủ một lúc đi? Ngũ công chúa vừa mới ngủ say xưa, nay đã mở mắt, nàng ta thấy nàng tự ngồi trên người lẩm bẩm một mình thì dụ đôi mắt nhập nhèm vẫn còn ngái ngủ của mình, hỏi với giọng hơi khàn khàn. Muội ngủ một lát nhưng không say, nên đành ngồi dậy, có phải muội làm ồn tỷ không? Hay tỷ ngủ thêm chút nữa đi. Đủ giờ muội sẽ gọi tỷ dậy, hứa quân dao ổn định lại tinh thần nhìn ngũ công chúa cười áy náy song trong lúc đảo mắt chợt thấy ngôn vũ vừa lau qua loa nước mắt đang rưng rưng nước mắt nhìn mình nhoẻn miệng cười nàng ở trong lòng yên lặng thở dài cũng biết lúc nãy mình đã mất bình tĩnh nhưng dù là ai trên đời này thì khi biết có một người nàng ta giống y hệt ngươi còn biết rõ những chuyện ngươi đã trải qua thì e rằng là ai cũng không có cách nào bình tĩnh nổi. Vậy được, ta ngủ tiếp đây, 30 phút sau muội gọi tỷ nhé. Ngũ công chúa ngáp một cái, nằm vật trên giường. Được. Hứa quân giao đáp. Từ đó cho đến lúc về phủ, hứa quân giao vẫn luôn trong trạng thái lờ đãng. Ngũ công chúa tưởng nàng vì bị hoảng sợ lúc trước nên cơ thể không khỏe, cho nên dục nàng về sớm nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi lại đến. Hứa quân giao cũng không còn lòng dạ nào để nói cái gì, ngoan ngoãn đồng ý ngôn vũ vẫn luôn đi sát phía sau nàng, thỉnh thoảng lại dè dặt nhìn nàng, chính là cái kiểu muốn nói lại thôi. Hứa quân dao ngồi trên xe ngựa quay về phủ, người phụ trách hộ tống nàng đã tăng lên gấp đôi, có thị vệ được ngũ công chúa nài nỉ thiên hy đế cho nàng, cũng có thị vệ hạ thiệu đình mượn tay đường tùng niên phái tới, ngay cả phu xe cũng đã thay thành một người biết võ công. Giao giao đang giận hả? Ngôn vũ ngồi bên cạnh nàng, nhịn rồi lại nhìn, cuối cùng vẫn nhịn không được mà nhỏ giọng hỏi thăm dò. Hứa quân giao biết hành động lúc nãy của mình chắc chắc đã dọa nàng ta, nàng vội nở nụ cười trấn an, sau đó vỗ mặt nàng ta, mỉm cười trả lời. Không giận đâu. Ngôn vũ quan sát nàng cẩn thận một lúc lâu, thấy gương mặt nàng không có dấu hiệu của tức giận cuối cùng mới nhẹ nhàng thờ. Đoạn, nàng ta giận dỗi nói dáng vẻ khi nãy của ngươi thật sự làm ta sợ muốn chết. Thế cho ta xin lỗi nha A Vũ. Hứa quân dao cười tủm tìm nói. Không sao cả, không sao cả, A Vũ không giận dao dao đâu. Ngôn Vũ rộng lượng khoát tay. Hứa quân dao khẽ cười ra tiếng, nụ cười này xem như là đã vượt qua một màn vừa rồi, chỉ là trong lòng vẫn như bị một tấm vải mỏng che, trong đầu không ngừng vang lên câu, ta là ai? nàng thẫn thờ về phủ, đi thẳng đến chỗ Nguyễn Thị Thỉnh An, chợt nhìn thấy ngôn vũ đi trước nàng vài bước đang đứng bên cửa sổ vẫy tay với nàng, giọng nói khó nén vui mừng. Giao giao mau đến đây, giao giao mau đến đây. Nàng bước nhanh về phía nàng ta, đang muốn hỏi nàng ta làm sao vậy bèn nhìn thấy ngôn vũ làm động tác chớ có lên tiếng, sau đó chỉ vào trong phòng. Nàng hiểu ý, kề sát vào cửa sổ nghe kỹ, đoạn nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng kêu đau của đường tùng niên. Đau đau đau, phu nhân nhẹ chút, nhẹ chút thôi. Âm thanh đó mang theo tuổi thân mà nàng lần đầu nghe thấy, như thể nước mắt của người nói sẽ rơi xuống ngay sau đó, hứa quân giao xém nữa thì bật cười ra tiếng. Đã từng này tuổi rồi mà còn sợ đau giống như trẻ con, nếu đã sợ đau thì lúc đầu không nên cậy mạnh. Nguyễn Thị giúp phu quân bôi thuốc, tức giận nói ôi xương cốt già như ta thì không nghiêm trọng chứ bảo nha còn trẻ nếu con bé có việc gì bất chắc còn không bằng tự ta bị đau ôi chao nhẹ chút nhẹ chút đau âm điệu của từ đau cuối cùng ngân cao vài bậc âm cuối cũng kéo ra thật dài hứa quân giao nghiêm túc nghi ngờ hắn đang mượn cớ để làm nũng với phu nhân quả nhiên động tác của nguyễn thị nhẹ nhàng hơn trước đến cả âm thanh cũng dịu dàng hơn rất nhiều lực thế này đã được chưa? Bàn tay nhỏ bé mềm mại của phu nhân xoa so bóp trên lưng, đường tùng niên thoải mái đến nỗi thiểu thảo kêu lên. Tốt hơn nhiều rồi, tốt hơn nhiều rồi. Một lúc sau lại thở dài một tiếng, u oán nói. Tiểu nha đầu lớn rồi, có bạn bè của mình, cũng không thích gần gũi với phụ thân nữa. Bây giờ phụ thân bị thương mà tiểu nha đầu chỉ nhớ đến ngũ công chúa bạn của con bé, mới sang sớm đã tiến cung rồi ngay sau đó lại than ngắn thở dài. Chiếc áo bông mong mỏi mãi mới có, còn chưa mặc được mấy năm mà. Nguyễn Thị buồn cười. Con bé mới rời xa chàng nửa ngày mà chàng đã thế này, nếu sau này con bé xuất giá rồi, chẳng lẽ chàng định ngồi trong phòng than thở cả ngày hay sao? Đường Tùng Niên bị phu nhân chẹn họng lẩm bẩm. Ta mặc kệ, dù có xuất giá cũng phải xuất giá trong tầm mắt ta, đỡ phải bị người ta ức hiếp. Tính tình của con bé thế kia, e rằng chỉ có người khác chịu thiệt." Nguyễn Thị cười nói. "Tính tình con bé có bảo dạn thế nào thì trong lòng ta con bé cũng chỉ là tiểu nha đầu yếu ớt, nũng nỉu, véo nhẹ mặt một cái đã để lại vết đỏ." Đường Tùng Niên không phục. Nụ cười trên mặt Hứa Quân dao cứng lại, trong lòng Ngũ Vị Tạp Trần, sao, nàng nói không ra được cảm giác lúc này là gì nhưng mũi chợt cảm thấy chua xót sao ngũ vị tạp trần mọt mặn đắng chua cay cùng lúc ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn đôi phu thê ân ái trong phòng nói cái gì nàng cũng không nghe rõ nữa song ánh mắt dần trở nên mông lung nàng quay người âm thầm rời đi ngôn vũ vội vàng đi theo sau khi cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng và thấy trên mặt nàng như buồn như vui như tức như oán khó hiểu hỏi ngươi không vui hả giao giao Hứa quân dao dừng bước, thật lâu sau mới quay lại nhìn nàng ta, trên mặt là nụ cười tươi đẹp. Không, ta rất vui. Ban đầu đường Tùng Niên định mượn cơ hội này giả bộ đáng thương yếu thế để kết thúc trừng phạt ngủ thư phòng trước thời hạn, nhưng cuối cùng lại bị Nguyễn Thị đuổi ra ngoài không thương tiếc, vì thế hắn chỉ đành cúi đầu thở dài quay về thư phòng. Phụ thân Cửa phòng bị người đẩy ra, hắn nhìn thấy nữ nhi đang nhẹ nhàng bước vào hứ hứ hắn liếc tiểu cô nương một cái đoạn giả bộ đang nghiêm túc đọc sách hứa quân giao tiến lên rốt quyển sách trong tay hắn ra ôm mặt cười tít mắt rồi sát lại gần và nói phụ thân chỉ cần người nói với con một câu quân giao là cô nương tốt nhất trên đời này xứng đáng có được hết thảy những gì tốt đẹp nhất thì con sẽ giúp người cầu xin nương để người không cần ngủ ở thư phòng nữa người thấy có được không bởi vì lần trước hắn bị thương nhưng cố tình che giấu nên nguyễn thị mới tức giận ban đêm không cho hắn ngủ trong phòng đường đại nhân đáng thương chỉ đành mang theo vết thương ngủ ở thư phòng mấy hôm không nói cũng biết trong lòng buồn thôi rồi mắt đường tùng nên sáng lên không chút do dự nói quân giao là cô nương tốt nhất trên đời này xứng đáng có được hết thảy những gì tốt đẹp nhất lời này còn phải nói sao nữ nhi của hắn vốn là cô nương tốt nhất trên đời này xứng đáng có được hết thảy những gì tốt đẹp nhất nụ cười của hứa quân giao càng thêm sán lạn đúng vậy hứa quân giao là cô nương tốt nhất trên đời này xứng đáng có được hết thảy những gì tốt đẹp nhất ví dụ như ngôi vị hoàng hậu cho dù phải lấy cách gì nàng cuối cùng cũng từ lão già có được lời khẳng định từ trong miệng của lão già nàng không phải là gian phi gây họa cho triều cương không phải tai họa ngầm của triều đình mà bọn họ muốn nhanh chóng chư khư. Thục phi hứa quân giao đã ra đi ở đời trước, đời này, nàng là đường quân giao. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.